Rồi hôm nay mình mời các bạn đi vô ăn bánh tráng nè, bánh tráng với thịt rau nè. Để nãy giờ nguội luôn, chạy tới chạy luôn này. Rau quế nè, rau ngò nè, ngò nè, ngò ôm nè, cần cua hái ngoài vườn hồi sáng nè, giờ về ăn nè. Đá tía tô nè, rau dấp nè, chứ tô nhật nè, nước mắm nè, ngon không? Thịt ngon quá. À, đậu đũa của chị Son cho nè, bánh tráng nha. Giờ mình vô mình ăn nha, phải vô trong mới ăn được. Rồi bye bye, bye bye. Hôm nay ăn bánh tráng trong hồ. Này là chiêu mới nha, chiêu trò mới luôn á. Họ quảng cáo, họ nói cái này, nói cái kia đủ thứ hết á. Nhưng mà nếu hai thầy nhìn kỹ thì nó là